Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Vâng, xin kính chào các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại con đường số 9, thị trấn Măng Đen các bạn nhé. Thì đây là một trong con đường chủ yếu là dân họ kinh doanh buôn bán, hết sức là sầm uất các bạn ạ. Đây các bạn nhìn hai bên này, chủ yếu là người kinh doanh buôn bán thôi. Bán hàng ăn, bán tạp hóa, rồi sửa xe các bạn ạ. Những cái dịch vụ kinh doanh. Ở bên tay phải tôi đây là con ngôi trường cấp 1 các bạn ạ. Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một số những cái lô đất ở trong chợ huyện Com Lông các bạn nhé. Đây, khu vực này là toàn là khu vực chợ đấy các bạn ạ. Đấy, kinh doanh buôn bán hết sức là sầm uất, dân cư tập trung hết sức là đông. Đấy các bạn này, đây khu vực này là trước chợ này các bạn. Các bạn nổi tiếng là Trọng Trẻ rồi điện máy xanh các thứ này cũng đều có các bạn. Đây, chợ Com Lông. Đấy các bạn, xung quanh đây toàn thấy những cái pano về buôn bán rồi các bạn, của những cái hộ kinh doanh. Đây là khu vực đường tỉnh lộ 676 các bạn, hay là đường Võ Nguyên Giáp. Đây, khu vực này là một trong gọi là khu vực sầm uất nhất tại thị trấn Măng Đen thời điểm hiện tại các bạn ạ. Tập trung hết sức là đông những cái hộ kinh doanh buôn bán. Và đây là cái cổng chợ huyện Com Lông, được thiết kế theo cái hình mái nhà rông. Và khi chúng ta bước chân vào cái khu vực này thì các bạn để ý là hai bên cũng toàn là những cái hộ kinh doanh buôn bán rồi các bạn ạ. Thì ở đây nó làm theo cái kiểu kiosk các bạn ạ. Mỗi cái kiosk là nó rộng khoảng 5m, có đoạn thì nó sâu khoảng 20, có đoạn thì nó sâu khoảng 10m các bạn nhé. Tùy khu vực. Đấy, cái khu vực này thì có cái chiều sâu, chiều dài, chiều là nó dài hơn các bạn này. Thì khu vực này là hầu như là những hộ kinh doanh buôn bán đã ở ổn định rồi. Đấy, rất là ít người bán đất ra các bạn ạ. Còn đây là ban quản lý chợ huyện Com Plong. Đây là của cái công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Long Măng Đen các bạn ạ. Thầu cái quản lý cái chợ này. Đây, hôm nay tôi lại review cho các bạn ba lô đất liền kề nhau các bạn nhé, của một chủ. Hiện nay anh chủ anh đang muốn bán ra các bạn. Thì phải nói với các bạn là hiện nay rất nhiều những anh chị, bà con, cô bác muốn mua những cái lô đất ở cái vị trí view đẹp như thế này các bạn. Đây này, anh chị để ý xuống cái cánh rừng này, cánh rừng thông và cái cánh rừng nguyên sinh các bạn ạ. Đấy, view hết sức là đẹp. Rất nhiều anh chị cũng hỏi nhà đất Hoàng Vinh là còn lô đất trong chợ nào mà có cái view đẹp như thế này hay không. Đấy các bạn ạ. Thì hôm nay rất may mắn lại có một anh chủ anh đang muốn bán ra, đang cần tiền bán ra các bạn. Đây, chúng ta nhìn về cái chợ, cái cổng chợ huyện này. Và đây là cái con đường bê tông, cũng rộng khoảng cỡ 10 mét đấy các bạn ạ. Hết sức là rộng rãi. Đấy, khu vực kia là cái chợ cũ các bạn nhé. Hiện nay dân cư người ta tập trung là buôn bán ở cái chợ cũ đấy, chứ người ta không bán ở cái chợ mới đâu các bạn. Đấy, dọc đây các bạn để ý này, dọc thẳng từ viền đấy xuống đây này, đồi thông hết các bạn ạ. Hết sức là trong xanh đẹp. View xuống một cái thung lũng cực kỳ đẹp. Các bạn để ý xa này. Đấy, núi non trùng điệp điệp các bạn ạ. Ở đây khu vực này săn mây cũng hết sức là đẹp. Có một cái khoảng không khí hết sức là trong lành mát mẻ. Đấy, hôm trước tôi review cho các bạn ba cái lô nằm ở phía góc kia. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ review với các bạn ba cái lô nó nằm gần ở cái bên đây các bạn nhé. Cái khu vực này là khu vực chợ mới này. Thì chính quyền địa phương là muốn người dân người ta kinh doanh buôn bán, chợ nó sẽ nằm ở cái nhà mới kìa các bạn kìa. Nhưng mà rất tiếc là do cái thói quen á, sinh hoạt cũ rồi cho nên thành ra người ta cứ đến cái chợ cũ người ta mua thôi. Đấy, thành ra là ở chỗ đây vẫn không có hình thành được cái chợ các bạn. Thành ra là ở đây là người ta phân ra những cái lô đất gọi là lô đất chợ.
hay là gọi là những cái kiosk thì đều được các bạn. Đấy, hiện tại bên đây là có một cái ngôi nhà đang được xây các bạn này, để ý là họ xây 2 tầng. Thì một cái lô nó cũng chỉ 5 mét và sâu là 10 mét thôi, tức là 50 mét vuông thôi. Đấy, toàn bộ đất đai là đất chợ các bạn nhé. Đây thì gọi là đất thổ cư, các bạn có quyền được xây dựng ở đấy. Còn đây là một cái con đường hết sức là rộng rãi, thông thoáng. Đây các bạn này, hôm nay tôi review cho các bạn ba cái lô đất. Bắt đầu từ cái cọc kia các bạn này, nó cách một cái lô đất từ có cái ngôi nhà đang xây đây. Đấy, cách ra một lô nữa. Đấy, là đến cái lô đất mà hôm nay tôi muốn review cho các bạn. Đây, khu vực này thì do cái nhà bên cạnh họ đang xây dựng, cho nên là để những cái vật liệu xây dựng nó hơi chồng chất các bạn ạ. Đây các bạn, đây là cái mốc này, cái lô đầu tiên các bạn. Đấy, lô đầu tiên từ cái cọc bên kia đến cái cọc tôi vừa chỉ đấy. Đây, từ cái cọc này, đấy, đến cái cọc này các bạn nhé. Đấy là 5 mét. Và chiều sâu của nó sẽ là 10 mét các bạn nhé. Đấy, sâu là 10 mét. Như vậy là chúng ta sẽ có 50 mét vuông. Cái đất sẽ là thuộc sở hữu của các bạn. Và trong sổ đỏ cũng là 50 mét vuông các bạn nhé. Đấy, đến cái ranh là đến cái đuôi của cái nhà kia các bạn này. Đấy, thẳng ra. Thì lưu ý các bạn là đất chợ là chỉ có cái giá trị sử dụng, thời hạn sử dụng là 50 năm các bạn nhé. Đấy, nói về 50 năm thì cũng lâu lắm các bạn ạ. Cũng nếu anh chị nào, các bạn nào đã 40-50, tầm 30 tuổi trở lên thì đến 50 năm sau thì đấy cũng hết đời rồi các bạn. Cũng thoải mái kinh doanh buôn bán, cũng sở hữu cho mình một cái ngôi, một cái lô đất nó vừa tầm giá, và sở hữu cho mình gọi là cái công việc kinh doanh buôn bán, ăn ở các bạn. Đấy, hết sức là hợp lý. Do giá cả đất chợ thì nó phù hợp túi tiền với rất nhiều các anh chị có cái tài chính nó gọi là tương đối nó thấp một chút. Đây, lô thứ nhất các bạn nhé. Đấy là 10 mét từ cái cọc này. Đấy, xong từ cái cọc này đi ra này, từ cái cọc này đi ra đến cái mép đường ấy, thì chúng ta được hưởng thêm 3 mét nữa các bạn nhé. Đấy, hưởng thêm 3 mét là để cho các bạn là làm cái mái hiên đấy các bạn. Đấy, làm cái mái hiên. Nếu như anh chị nào mà kinh doanh bán cà phê hay bán đồ ăn sáng thì đó, thì có thể tận dụng 3 mét này để đặt những cái bàn uống cà phê hay là những cái bàn ăn sáng gì đó, là hết sức là hợp lý các bạn. Đấy, cái mái hiên. Hoặc anh chị nào có xe hơi thì chúng ta cũng có thể để ở cái mặt phía trước này. Đấy, khoảng 3 mét. Đấy, chúng ta tận hưởng được 3 mét phía trước này nữa. Đấy, để xây đấy, giống như kiểu chúng ta xây một cái mái hiên lên đấy các bạn nhé. Đấy, một lô đất thì nó như vậy các bạn. Tức là rộng 5 mét, chiều sâu 10 mét là trong cái sổ đỏ. Còn ngoài ra các anh chị sẽ được hưởng thêm 3 mét ở phía mặt ngoài. Tuy nhiên cái đấy cũng chỉ để làm cái mái hiên thôi. Đây, cái trụ thứ hai này là lô đất thứ hai các bạn. Đấy, từ cái cọc bên kia đến cái cọc này, và nó sâu về phía sau. Đấy, và lô thứ ba này các bạn này. Đây, lô thứ ba là đến cái cọc này các bạn nhé. Ngay cái bụi này. Đây, lô thứ ba. Đấy, cũng 5 mét và sâu là 10 mét. Đấy, 3 lô liền kề các bạn nhé. 3 lô liền kề. Đấy, nếu anh chị các bạn nào mà mua được 3 cái lô liền kề này thì chúng ta có tổng cộng là 150 mét vuông. Đấy, đuôi thì cũng đến cái đuôi nhà kia. Đấy, cái căn thẳng ra. Đấy, còn phần phía sau này là lô đất chợ khác các bạn nhé. Tức là phần sau là cũng còn những cái lô đất chợ khác, những cái lô mà nó ngoảnh mặt ra cái hướng bên kia thì nó không được đẹp bằng những cái lô mà nó ngoảnh mặt ra cái hướng bên đây, thì nó có cái view ra cái thung lũng hết sức là đẹp, view ra cái cánh rừng hết sức là thông thoáng, đẹp mắt các bạn. Thế thì những cái lô đất ở bên cái hướng này ấy, thì cái giá trị của nó ấy, thì nó giá trị ở cái chỗ là nó view ra các bạn nhé, nó view ra cái thung lũng các bạn. Rất nhiều những anh chị các bạn ở Măng Đen này, người ta cũng đang muốn mua những lô đất ở cái khu vực này các bạn. Và rất nhiều những cô chú anh chị ở gọi là xem những cái video của anh Hoàng cái đợt trước thì cũng hay hỏi anh Hoàng về mua những cái lô đất trong chợ. Đấy, view ra này các bạn, view ra một cái thung lũng cực kỳ là đẹp luôn, những cái cánh rừng bát ngát luôn.
Cái con đường này thì nó sẽ chạy thẳng sang bên hướng bên kia và nó sẽ vòng ra ngoài đường tỉnh lộ các bạn nhé. Ở đây nó kiểu kết cấu đường nó giống kiểu là đường kiểu bàn cờ ấy. Nó sẽ kết nối với lại những cái cung đường lớn. Đấy, nó không có con đường cụt đâu các bạn ạ. Đây các bạn này, nó gần gần cái chỗ trụ điện đấy các bạn, cho đến gần cái nhà đang xây kia. Nó cách một lô là ba cái lô đất hôm nay tôi review cho các bạn. Mỗi lô đất là 50 mét vuông. Và hiện tại là anh chủ anh đang muốn bán ra. Một lô là 700 triệu các bạn nhé. Anh chị em chú ý, một lô 700 triệu. Đấy, giá đất nó cao, tăng rất là nhanh các bạn. Thì cũng tùy chủ thôi, chủ nào người ta bán ra với cái giá nào thì tôi review như vậy thôi. Cũng gọi là giá chính chủ các bạn. Đấy, hết sức thông thoáng, view cực đẹp các bạn. Khu vực này để dành buôn bán, kinh doanh cà phê đều được. Đấy các bạn nhìn trên flycam một chút để chúng ta sẽ ngắm thêm về những cái lô đất này. Đấy, gần cái lô đất mà có hai cái tòa nhà 2 tầng đang xây các bạn nhé. Đấy, gần đấy. Cạnh đấy là 3 lô các bạn, vị trí hôm nay tôi review. Thì ưu điểm là những cái lô này là có cái view gọi là đẹp nhất trong chợ đấy các bạn, đẹp nhất. Và đất thì có cái thời hạn sử dụng là 50 năm, đất kiểu kiosk chợ. Một lô hiện tại anh chủ anh đang muốn bán ra là 700 triệu. Nó chỉ bằng một nửa giá so với lại những cái lô đất mà ở những cái cung đường ở phía ngoài các bạn ạ. Những cái lô đất ở cung đường phía ngoài thì nó ít ra thì nó cũng phải cỡ 1 tỷ 2 tỷ 3, khoảng 1 tỷ 2 là thấp nhất đấy các bạn. Còn nó trung bình nó khoảng cỡ 1 tỷ 3 đổ lên các bạn. Thế thì rất nhiều anh chị có tài chính thấp người ta cũng hay vào khu vực chợ này người ta mua các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thẳng ra thì cái tuyến tỉnh lộ đấy các bạn, tuyến tỉnh lộ nó chạy thẳng ra này. Đấy, chúng ta có cái view cái cánh rừng này. Ở khu vực dưới này là có một con suối các bạn ạ. Đấy, ở đây thì khí hậu quanh năm mát mẻ. Nhiệt độ thì mùa hè thì cực kỳ mát, mùa đông thì gọi là cực kỳ lạnh các bạn, giống như kiểu miền Bắc ấy.